Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ viết một bức tranh của người đang chăn trâu nhé. Bây giờ mình sẽ viết cây trước. Mình sẽ chọn màu nâu nha các bạn. Đấy. Mình sẽ tô thân, mình sẽ tô cái con gốc của nó nhé. Các bạn thấy chưa? Rất là đẹp. Để cùng thiên nhiên. Mình đang tô gần xong cái thân cây nhé. Bạn thấy đẹp không? Bây giờ tô xong thân cây rồi. Bây giờ mình sẽ tô lá cây nhé. Mình lá cây thì mình sẽ chọn màu xanh lá cây. Các bạn này. Cây này xanh mướt. Bạn ơi, mình gần xong, mình sẽ ta tô lửa của cây nhé. Thế rồi, tiếp theo. Mình đã tô xong một cây rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tô những cái cỏ cỏ rộng nhá. Mình chuẩn bị màu xanh lá cây nha các bạn. Đều nếp vậy nhé. Hoa màu xanh. Tô xong một cây rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tô mấy cái cỏ này đây nhá. Bây giờ mình sẽ viết ở đây có một phun nước đúng không các bạn? Mình sẽ viết một phun nước đây. Bây giờ mình sẽ viết mây nhá. Mây thì mình chuẩn bị màu xanh lá cây. Ở đây có hai đám mây nha các bạn. Hai đám mây to và ba đám mây nhỏ. Các bạn nhìn thấy không? Mình đã tô xong hai đám mây với nhau. Bây giờ mình sẽ tô đám mây cho con.
tô xong ba đám mây thôi. Tô lấy những đám mây này để cho nó kỹ càng đi. Đã tô xong đám mây nhá. Bây giờ mình sẽ tô chàng trai đang chăn trâu. Mình sẽ chuẩn bị màu vàng nhé bạn. Mình tô nó. Mình đã tô xong nó một bộ rồi. Bây giờ mình sẽ chọn màu đỏ nhé. Mình tô áo của đấy. Tô quần của cậu đấy nhé. Mình đã tô xong cái quần của cậu đấy rồi. Bây giờ mình sẽ tô chân tay mặt nữa nhé các bạn. Còn là mình sẽ dùng màu da. Đấy, mình tô đến chân nó các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Đã tô xong một cục bé nhá. Bây giờ mình sẽ tô con trâu. Trâu, con trâu thì thường là màu đen đó các bạn. Tôi nhạt thôi nhé, tại vì nếu đen rồi con trâu này xấu á. Bạn nghe tôi nhạt thôi. Mình làm tô xong cái con trâu rồi nhé. Đây mình cho nó con trâu nhé. Cho nó đẹp hơn tí. Bây giờ mình sẽ tô núi nhé. Núi thì mình sẽ tô màu nâu nước mắt. Mình sẽ tô màu nâu. Mình sẽ tô màu nâu nha các bạn. Đây màu nâu đây. Màu nâu. Mình cần tô xong núi nhé các bạn. Để núi chân trâu. Núi màu nâu nữa các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Bây giờ mình đã tô xong ngọn núi rồi. Bây giờ mình sẽ tô nước nhé. Nước thì mình đã chuẩn bị một màu, chính là màu xanh nhé các bạn. Xanh mình là tôi xong chút nước này rồi nha các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Mình đã tô xong cái bức tranh rồi nhé.
video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé.